Một sao nam V bí xác nhận chia tay bạn gái, kết thúc buồn khi rời show hẹn hò. Mới đây, Otis đã khiến người hâm mộ tiếc nuối khi chính thức thông báo đường ai nấy đi với Cathy Trang, Thảo Trang. Những chia sẻ của nam ca sĩ khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước đó, cặp đôi nhận về sự quan tâm lớn sau khi nên duyên tại show hẹn hò. Cả hai quyết định dừng lại sau thời gian hẹn hò với nhiều sự đắn đo và cân nhắc. Trên trang cá nhân của mình, Otis viết, chúng mình đã thật sự dừng lại. Sau hơn một tháng cho nhau thời gian để suy ngẫm, và đây là quyết định cuối cùng. Tụi mình trân trọng khoảng thời gian qua, trân trọng tình cảm dành cho nhau, trân trọng sự yêu thương và quan tâm từ mọi người. Nhưng chuyện tình cảm thì không ai nói trước được điều gì. Thời gian này cả hai đứa mình sẽ hạn chế xuất hiện cùng nhau để cả hai điều hòa cảm xúc và giữ mối quan hệ bạn bè. Ở Tế Đỗ Nhật Trường được khán giả chú ý với vai trò là một diễn viên và ca sĩ. Với lợi thế về ngoại hình, anh góp mặt vào nhiều dự án như Bằng Chứng Vô Hình, Chàng Trai Năm 17, Thanh Xuân Ký, Friendzone. Ngoài ra, Otis cũng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc cá nhân dù chưa quá nổi bật. Đến năm 2022, Otis lần nữa nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả khi thành đôi cùng Cathy Trang tại chương trình hẹn hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Anh chàng liên tục từ chối nhiều cô gái trước khi chính thức bị chinh phục bởi sự ngọt ngào và chân thành của hot girl Tây Bắc. Cathy Trang cho biết mình và Otis đã kết bạn Facebook với nhau từ lâu nhưng chỉ tương tác xã giao. Chính vì vậy, khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi tại chương trình từng khiến khán giả không khỏi thích thú. Tại đây, Otis không ngần ngại bày tỏ, đến giờ phút này, anh mong người đó là em. Nếu không phải em thì còn ai khác nữa. Sau đó, cả hai có khoảng thời gian hẹn hò với hàng loạt những khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ phải canh tị. Cặp đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Thậm chí Otis cũng đã đưa bạn gái về quê mình và cùng Cathy Trang về nhà cô nàng.